Đòi trả A-Max mọi người. We gonna exchange the money from US dollar to Korean won. There we go. There's a hotel that's right on the Myeongdong Street Market. It's called Solaria Hotel. Exchange. Trên 100 là xài đủ rồi. Okay, so we're gonna exchange $400. Let's see how many Korean won that we. Oh, there's a more 137,000 won. Equal 100 US dollars. It's a really pretty street food. Very organized and a lot of foods and clothing. Wow, how many? How much? 400. Total on you, one? Sleep already. So we're gonna go back to buy the Tanggu, famous Tanggu. They have like different restaurants too, different stores. They have like a 4 or 5 stories. So gonna more food here. Những chiếc kẹo khổng lồ bởi cho các chuyện thuyết bán tôm kỳ and fish cake. Đây là marshmallow.
Trời ơi, đi cái street food mệt quá. Mà nhìn đồ ăn street food sao ăn không được ta? Ủa sao nhìn đồ ăn thôi mình không thấy hấp dẫn gì vậy? Sao nhìn đồ ăn street food không thấy hấp dẫn gì vậy? Ăn vô chắc đau bụng. Đau bụng không có chỗ nữa. What are you guys playing? What is that? Play with the ball to the hole, okay? Back up, let's say that. Yeah, see? Bây giờ đón book Uber taxi là rất là mệt. Oslo City mới bị ông taxi cho xuống tại vì ông không chạy tới điểm đó nên ông không chở. Lạ không? Ok, chúng mình quay lại khu khách sạn Four Seasons. Khu này thì street food rộng rãi, thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Trời ơi, đi cái khu Myeon Dong cho biết rồi chứ quá là đông luôn. Mà không có ăn được gì đâu mọi người ơi. Ở đây nhiều khi là ăn được mà tại vắng vẻ. Mà nhìn đồ ăn nó vẻ sạch sẽ, ngon hơn. Ok, we add local food. Udon for dinner. Can I hang out here? So we go back to the hotel area and we're gonna hang out here. Myeong Dong is too busy. Too much. Vậy mà đòi đi Tokyo nó giúp xỉu. Đi Kyoto đúng rồi. Đi Tokyo xong về cái mẹ Thảo dậy đành đặt bút vé bay về LAX liền. Đi một mình thôi mà còn em được kiểm nổi. Okay.
lâu rồi. Animal here, fish. What is this? A single animal. Single animal. Let me look at this one first, okay? Tối thứ ba tiếp tục kìa, để sẵn nha. And mai ô đợi nãy cười quá trời giờ hết cười rồi. This way, Andrew. Do you remember? Yeah. Biết đường về. Đường này có không? Is that right? We have bathtub in the room. It's okay. All that swimming. It's okay, baby. It's okay. Come on. Yeah. Bơi xong rồi, nãy giờ 2 tiếng rồi, 2 hours. Nhâm nước nãy giờ nhiều rồi. Nhâm nhâm hoài. Ok, đây mở cửa nha. Ginseng and abalone. Ăn có sức hả? Chăm hai đứa. Xỉ nỉ. Khỏe hơn người lớn.
Còn kì hết hồn, say xỉn. Ngủ giờ này không, 1 giờ sáng dậy rần rần. Tới sáng luôn. Đánh thức nó rú lên.